Thùy Dương mến chào quý vị. Thùy Dương chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an nha. Thì trong cái video ngày hôm nay đó, Thùy Dương sẽ chia sẻ một câu chuyện về những con người của Việt Nam Cộng Hòa, những người con của Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã, vẫn và đang tiếp tục sống tại Việt Nam. Cái câu chuyện này á, khi mà Thùy Dương đọc á, Thùy Dương cũng cảm thấy bồi hồi xúc động bởi vì người mẹ của những người con trong câu chuyện này anh chị đã dạy những người con trưởng thành và trở thành những người vừa có tâm vừa có tầm, vừa giỏi vừa đạo đức, yêu thương người dân, chứ không phải giống như là những cái lớp người sau này rồi khi học đến một cái địa vị nào đó thì hống hách và xem thường người dân. Thì cái câu chuyện đó như thế nào thì Dương mời quý vị cùng nghe cái phần đọc của Thùy Dương nha. Đại tá Nguyễn Đình Bảo, người ở lại Charlie. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết gia đình bà quả phụ Nguyễn Đình Bảo hiện sinh sống tại Sài Gòn. Bà Nguyễn Đình Bảo nay 82 tuổi, vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Hai ông bà có ba người con. Trưởng nam Nguyễn Bảo Tường là một bác sĩ nhi khoa. Thứ nữ Nguyễn Bảo Tú làm việc tại Tòa lãnh sự Anh Quốc tại Sài Gòn. Con trai út Nguyễn Bảo Tuấn, kiến trúc sư và đang giảng dạy tại một đại học ở Sài Gòn. Dưới đây là bài viết của anh Nguyễn Bảo Tuấn về thân phụ của mình. Cha, tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi? Bài viết của con út, cố đại tá Nguyễn Đình Bảo. Trên Facebook, tôi thấy đại đa số thường chọn hình của mình hoặc hình con mình để làm avatar. Ít hơn một chút thì lấy hình của người yêu, vợ hoặc chồng, hoặc một hình gì đó mà mình yêu thích. Riêng tôi thì tôi lại chọn một đối tượng khác mà hình như tôi thấy chưa một ai chọn giống như tôi. Một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà 6 người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi, gạo thì chạy ăn từng bữa. Anh trai tôi ngày ngày cứ 5 giờ sáng phải chạy lên Gò Vấp để lấy bánh đậu xanh về đi bỏ cho các tiệm bánh rồi mới về đi học trong suốt 7 năm trời. Từ năm học lớp 11 đến hết năm thứ 6 y khoa. Khó khăn là vậy, nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách đầy kiêu hãnh. Đôi khi nhìn lại, tôi tự hỏi là điều gì đã giúp tôi mạnh mẽ mỗi khi đương đầu với những khó khăn. Và câu trả lời là do trong huyết quản của tôi vẫn đang mang một dòng máu trong mình và tôi đã chịu một ảnh hưởng mạnh mẽ từ người đã cho tôi dòng máu ấy. Một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ của tôi. Tôi cũng không biết tại sao và người đó chỉ gặp gỡ và tiếp xúc trong có vài chục ngày. Chính xác là từ ngày 6 tháng 1 năm 1972 đến ngày 25 tháng 3 năm 1972. Mà tôi lại luôn luôn thương mến, cảm phục và tự hào, luôn lấy người làm tấm gương soi để tôi có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ do cuộc sống của người quá vĩ đại và tôi đã được thừa hưởng một phần của nó. Mặc dù khi đã ra đi, người đã không thực hiện được một lời hứa với mẹ, mà cho tới bây giờ tôi vẫn hỏi tại sao. Charlie, tên nghe lạ quá. Toàn thể những địa danh nơi hốc núi, đầu rừng, cuối khe suối, tận con đường, tất cả đều bốc cháy, cháy hừng hực, cháy cực độ. Trên thôn xóm và thị trấn của ba miền bốc cháy một thứ lửa nhân tạo. Nóng hơn, mạnh hơn, tàn khốc gấp ngàn lần, vạn lần khói lửa mặt trời sát mặt. Kinh khiếp hơn ất chậu, tàn khốc hơn mậu thân. Cao hơn bão tố, phá nát hơn hồng thủy. Mùa hè năm 1972, mùa hè máu, mùa hè của sự chết và tan vỡ toàn diện. Nếu không có trận chiến mùa hè năm 1972 thì cũng chẳng ai biết đến Charlie.
vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một độ cao nằm trong chuỗi cao độ chập trùng vùng Tân Cảnh, Kon Tum, Charlie, Cải Cách hay C, đỉnh núi cao không quá 900 thước, trồng xuống thung lũng sông Poker và đường 14. Đông Bắc là Tân Cảnh với 12 cây số đường chim bay. Đông Nam là Kon Tum, thị trấn cực Bắc vùng Tây Nguyên. Trích trong Mùa hè đỏ lửa của Phan Nhật Nam. Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4.000 quả đạn pháo tới trong một ngày. Từ sau người mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại với Charlie, trích lời giới thiệu trong CD Chiến tranh và Hòa bình của Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Cho đến bây giờ, cũng ít người biết rằng tôi chính là đứa bé thơ với tấm khăn show bơ vơ trong bài hát Người ở lại Charlie của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và tôi lớn lên cùng với ký ức về một người cha hào hùng như vậy. Tôi không thần tượng cha tôi từ một bài hát viết về người. Cũng không thần tượng từ một hai trận đánh trong cuộc đời binh nghiệp của người. Mà tôi thần tượng cha mình từ chính cuộc đời của người. Trải qua biết bao thăng trầm đời binh nghiệp và cuối cùng người đã được giao làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Sông Kiếm Trấn Ải, biệt danh của tiểu đoàn 11 nhảy dột. Một trong những tiểu đoàn được xem là thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bấy giờ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cha tôi là một người khát máu, hung tàn, mà ngược lại hoàn toàn. Mọi người đều nhớ về hình ảnh cha tôi như là một võ sĩ đạo đúng nghĩa, giỏi võ, dũng cảm và cao thượng. Thời bấy giờ có mấy ai dám đánh một sĩ quan của Mỹ, vậy mà cha tôi đã làm điều đó khi người sĩ quan đó dám làm nhục một người lính Việt Nam. Chuyện này tôi được nghe bác ruột của tôi kể lại. Có tiểu đoàn nào trong quân đội mà luôn gọi tiểu đoàn trưởng bằng tên thân mật anh Năm? Nhất là trong binh chủng nhảy dột, việc phân chia cấp bậc luôn được tôn trọng và đặt lên hàng đầu. Vậy mà trong tiểu đoàn 11 nhảy dột, tất cả mọi người, từ lính đến sĩ quan, chẳng ai gọi cha tôi là trung tá cả, mà luôn gọi là anh Năm. Và anh Năm thường hay nói với mọi người trong tiểu đoàn rằng, tụi mày thì chẳng biết mẹ gì, nhưng tất cả tụi mày tao đều coi là em của tao hết. Anh Năm, ngoài đời anh sống hào sảng, phóng khoáng và thật giang hồ với bằng hữu anh em. Còn trong quân ngũ, anh như một cây tùng ngạo nghễ giữa báo táp phong ba. Anh không nịnh cấp trên, đè cấp dưới. Anh chia sẻ vinh quang buồn thảm với sĩ quan và binh sĩ thuộc cấp. Anh sống hùng và đẹp như thế mà sau lúc ra đi lại quá phũ phàng. Tôi về lại vườn tao đàn. Vẫn những hoa nắng tròn tròn xuyên qua khe lá, lấp loáng trên bộ đồ hoa ngụy trang theo mỗi bước chân. Cây vẫn xanh, chim vẫn hót, ông lão làm vườn vẫn lơm khơm cầm kéo tỉa những chùm hoa loa kèn. Những cụm hoa móng rồng và những bụi hồng đầy màu sắc bên gốc cây cạnh căn lều chỉ huy của anh hồi tháng trước khi còn đóng quân ở đây. Tôi thấy có bó hồng nhung đỏ điểm vài cánh hoa loa kèn trắng. Chống đôi nạn gỗ xuống xe, tiếng gõ khô cứng của đôi nạn trên mặt đường khiến ông lão ngẩng đầu và nhận ra tôi. Siết chặt tay ông cụ, trong ánh mắt già nua trùng xuống nỗi tiếc thương, chùm rau bạc lưa thưa phất phơ trước gió. Ông cụ đọc báo, nghe đài phát thanh nên biết anh đã ra đi, nên sáng nào cũng để một bó hoa tưởng nhớ và tiễn đưa anh. Cụ mời tôi điếu thuốc quân tiếp vụ rồi ngồi xuống cạnh gốc cây, tay vuốt nhẹ trên những cánh hồng, sợi khói mỏng manh của điếu thuốc nhà binh quện trong tiếng nói. Thuốc lá ông quan năm chó, tôi vẫn còn đủ dùng cho đến cuối năm. Mấy chục năm nay tôi mới gặp một ông quan nói chuyện thân mật và tốt bụng với những người dân như tôi á. Người tốt mà sao ông trời ông bắt đi sớm như vậy? Trích trong Máu Lửa Charlie của Đoàn Phương Hải. Cha tôi đã sống như thế nào
mà những người ít ỏi còn sống sót trở về sau trận chiến tại đồi Charlie đều nói là họ thật hối tiếc khi không được nằm xuống cùng cha tôi ở đó. Tô Phạm Liệu cảm thấy lẻ loi ở các đại hội y sĩ, có nhiều những người mặc quần áo mới, đẹp, ăn to, nói lớn, thích nhảy đầm và xếp hàng để lên hát. Trong cơn say, anh nói là phải chi trước kia, mười mấy năm trước kia, anh được ở lại Charlie với Trung tá Nguyễn Đình Bảo. Với các bạn nhảy dù thì sướng hơn nhiều. Trích trong Tô Phạm Liệu, Người trở lại Charlie của Phạm Anh Dũng. Viên sĩ quan cố vấn Mỹ Duffy cho tới tận bây giờ vẫn còn luôn mang trong người những hoài niệm về cha tôi và trận chiến tại Charlie. Mỗi lần tham gia các cuộc gặp gỡ của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, trong đó có một số hiện đang là tướng lãnh cao cấp trong quân đội Mỹ, ông ta đều hỏi mọi người: tụi mày có từng tham gia trận Charlie không? Tụi mày có ai từng chiến đấu cạnh Colonel Bao, tức là Trung tá Bảo chưa? Thế thì tụi mày còn soàn lắm. Và hàng năm cứ mỗi lần sinh nhật của mình, ông ta đều đặt một ổ bánh kem làm hình một ngọn đồi và ghi chữ Charlie lên đó. Chuyện này do chú Đoàn Phương Hải khi về Việt Nam năm 2011 thuật lại cho tôi nghe. Cha tôi đã sống như thế nào để một người Mỹ phải luôn khắc trong tâm khảm những hoài niệm như vậy? Tôi chỉ có thể kết luận một câu: cuộc đời của cha thật là vĩ đại. Cha của Dương thì không làm tướng lớn đâu, nhưng mà mình cũng cảm thấy có hình ảnh của cha của Dương ở đâu trong đó, quý vị. Ngày hôm nay khi viết về cha, tôi không biết viết gì hơn. Chỉ xin dâng về hương hồn cha một vài câu thơ nói về khí phách của người và nơi mà cha đã gửi lại thân xác người vĩnh viễn cho núi rừng Charlie. Ở đây tôi xin dùng từ cởi áo trần gian. Và tôi tin rằng cha vẫn đang khoác một chiếc áo khác và vẫn đang nhìn tôi từ một nơi rất xa. Lặng lẽ ngàn năm chẳng danh xưng, bỗng chốc một hôm hóa lẫy lừng. Charlie gầm thét trong lửa đạn, gọi mãi tên người nước mắt rưng. Trai thời nổi chết tựa trên lưng, khí phách hiên ngang bước chẳng dừng. Charlie vẫy gọi người ở lại, cởi áo trần gian tặng núi rừng. Kính dâng tặng hương hồn cha. Sinh nhật mẹ tôi ngày 11 tháng 4. Trước khi hành quân vào Charlie ngày 25 tháng 3, cha tôi đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho mẹ với lời hứa là sẽ về dự sinh nhật của mẹ. Đến ngày sinh nhật mẹ đã không tổ chức mà vẫn chờ cha về, và cho đến tận bây giờ mẹ vẫn chờ. Tuy nhiên, cha đã thất hứa với mẹ vì ngày 12 tháng 4, cha đã cởi áo trần gian và nằm lại vĩnh viễn với Charlie. Còn tôi chỉ biết hỏi là tại sao cha lại không giữ lời hứa với mẹ tôi, tại sao vậy? Mẹ, cách đây 48 năm, ngày 11 tháng 4 năm 1972, mẹ bước qua sinh nhật tuổi 32 một cách lặng lẽ, trong lòng đầy hồi hộp, lo âu khi tin tức về từ vùng hai chiến thuật chuyển về cho biết tình hình chiến sự đang ngày càng ác liệt. Rồi ngay hôm sau, tin dữ đã bay về khi chú An điện thoại báo anh Bảo bị rồi chị ạ. Trời đất như sụp đổ dưới chân, mẹ chỉ còn biết ôm mặt mà khóc. Cho đến bây giờ, nhìn lại một chặng đường rất dài đã qua, tụi con cảm ơn và cảm phục mẹ vô cùng. Chính nhờ có mẹ mà tụi con mới có được ngày hôm nay. Khi bố ra đi, mẹ mới 32 tuổi và vẫn đang tuổi sắc nước hương trời. Vẫn đang là một trong những người đẹp của hàng không Việt Nam. Có rất nhiều người đã tìm đến ngỏ lời, nhưng mẹ đều từ chối. Mẹ luôn dành một tình yêu bất tận cho bố. Rồi biến cố 75 ập đến, gia đình vốn đã khó lại càng khó thêm. Một mình mẹ vất vả làm đủ nghề để nuôi 6 miệng ăn. Ban ngày thì làm bánh làm trái để bán,
tối thì lo đan áo cho người đi xuất cảnh. Nhiều đêm mẹ thức đan áo đến 3-4 giờ sáng dưới ánh đèn dầu. Bao nhiêu cơ cực không thể nào kể xiết. Có lẽ những vất vả mà mẹ phải gánh chịu được vơi đi phần nào khi anh Tường và chị Tú luôn đạt được những thành tích xuất sắc trên con đường học vấn. Anh Tường đậu vào trường y với thứ hạng rất cao khi mới 17 tuổi và tốt nghiệp ra trường với vị trí thủ khoa. Dù là trong suốt 6 năm học y, ngày nào 5 giờ sáng anh Tường cũng phải dậy sớm lên Gò Vấp lấy bánh đậu xanh về đi bỏ mối để kiếm tiền phụ mẹ. Ngày anh Tường được học bổng đi Pháp để học tiếp, mẹ mừng không nói nên lời. Ngày chị Tú được tuyển vào làm ở lãnh sự quán Anh Quốc sau khi vượt qua mấy trăm hồ sơ dự tuyển, mẹ cũng mừng không nói nên lời. Và dường như đó là phần quà ông trời muốn bù đắp lại cho những hy sinh không mệt mỏi của mẹ. Trong cuộc sống, mẹ luôn dạy tụi con phải sống sao cho xứng đáng. Con còn nhớ ngày anh Tường ở Pháp về và mở phòng mạch riêng, mẹ qua dự khai trương xong về không nói lời nào. Ngày hôm sau anh Tường về thăm, mẹ bắt anh Tường ra trước bàn thờ bố và nói rằng: Tường à, mẹ thấy con mở được phòng mạch riêng mẹ rất là mừng, nhưng mẹ không hài lòng khi thấy con đặt bàn thờ thần tài ngay trước phòng mạch như vậy. Mẹ muốn con học y để con làm việc cứu người chứ không phải với mục đích là kiếm tiền nha con. Và ba anh em tụi con đã được trưởng thành từ những điều giáo dưỡng như vậy. Từ đó đến nay, anh Tường năm nào cũng tham gia chương trình mẫu từ thiện vì nụ cười cho các trẻ em không may mắn trên khắp cả nước. Còn chị Tú thì cho tới bây giờ vẫn duy trì các lớp dạy tiếng Anh miễn phí tại nhà. Đó là những gì mẹ đã dạy và muốn tụi con hướng tới. Đã rất nhiều người nói với con rằng người ta ca ngợi ông Bảo một thì bà Bảo phải xứng đáng hơn thế gấp nhiều lần. Chính nhờ công lao của bà đã thủ tiết thời chồng và nuôi dạy các con nên người đã giữ cho danh tiếng của ông luôn sáng mãi. So với những quả phụ ngày xưa được vua ban tiết hạnh khả phong thì nào có kém gì. Mỗi lần con nghe người ta nói như vậy thì con đều khóc và thầm cảm ơn ông trời vì đã cho con là con của mẹ. Hôm nay mừng sinh nhật thứ 80 của mẹ, tự nhiên trong con vang vọng lên câu hát: Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Tác giả Nguyễn Bảo Tuấn, Sài Gòn 2020. Thì những cái bài đọc cái kiểu như thế này đó, nó làm cho Thùy Dương có thêm những cái kiến thức về những con người đã từng sống trong thời chế độ cũ. Họ hành xử như thế nào, kiểu nói chuyện ra làm sao, thái độ sống. Qua nhiều cái bài kiểu như thế này, bắt đầu Thùy Dương có những cái sự hiểu biết thêm, mặc dù rằng Thùy Dương không có sinh ra trong thời của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Có nhiều người hỏi là tại sao Dương còn trẻ mà Thùy Dương có nhiều. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là chúng ta đi tìm hiểu thông tin, chúng ta đọc. Khi chúng ta đọc thì chúng ta sẽ có rất là nhiều kiến thức. Nó không nằm ở chỗ là chúng ta phải chứng kiến, chúng ta phải trải qua. Chúng ta chứng kiến, chúng ta trải qua càng tốt thì sẽ có những thông tin chính xác hơn. Nhưng mà những lớp trẻ giống như là tụi Thùy Dương thì làm sao bây giờ? Ngoài cái chuyện mà đi tìm kiếm và đọc sách vở, ngày hôm nay thì nó tân tiến hơn ngày xưa, là mình có thể tìm kiếm tất cả thông tin cả trên Google và cả trên YouTube. Đó là những người Việt sống ở hải ngoại thì rất là dễ tìm. Còn bà con trong nước thì khổ, nhưng mà lên tìm ở trên YouTube thì chắc có lẽ nó dễ hơn. Tại Google thì nó có thể chặn liên được, nó giới hạn được, nó giới hạn cái sự tìm kiếm của chúng ta. Dạ, đây là phần chia sẻ của một người con, một thế hệ hậu sinh có cha làm việc cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những cái sự hãnh diện tự hào của một người con. Và Thùy Dương cũng vậy, chưa bao giờ Thùy Dương cảm thấy rằng Thùy Dương mang ơn cha mình, bởi vì cha đã có một cái sự lựa chọn sáng suốt để đến ngày hôm nay mỗi khi nhắc về cha mình thì Dương luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào về cha, chứ không phải là một cái sự lựa chọn sai lầm.
giống như những người khác quý vị. Rồi, Thùy Dương xin dừng cái video đây. Mong quý vị hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like. Và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.